Chương 28. Judas Iscariot ăn cắp. Giêsu đang ở với các nữ môn đệ và hai tông đồ trên một trong những dựng sống đầu tiên của miền núi phía sau Ephraim. Jenny không có hai đứa trẻ ở với bà, cũng không có Esther. Tôi nghĩ là chúng đã được gửi đi Jerusalem cùng với Jonathan. Ngoài mẹ Chúa Giêsu ra, chỉ có Maria Cleopha, Maria Salome, Jenny, Elise, Nick và Susan. Hai cô em của Lazaro cũng chưa có ở đó. Elise và Nick đang gấp các quần áo, chắc chắn đã được giặt ở con suối đang sáng loáng ở dưới thấp, hay được mang tới đây từ cái thác ở trên cao đầy mặt trời. Và Nick, sau khi đã nhìn một cái áo, liền mang lại cho Maria Cleopha và nói: "Cả cái này nữa, con trai chị cũng bị xuất chỉ đường lai." Maria Anfre cầm cái áo và để bên những quần áo khác mà bà đặt trên cỏ bên cạnh bà. Tất cả các môn đệ đều bận rộn may vá những chỗ rách đã xảy ra trong nhiều tháng mà các tông đồ đã ở một mình với nhau. Elise lại gần cùng với các quần áo khô khác và nói: "Người ta thấy rõ là từ 3 tháng nay không có người đàn bà nào đi sát với quý vị, không có một y phục nào đàng hoàng trừ cái của thầy. Nhưng bù lại, người chỉ có 2 cái, cái người đang mặc và cái giặt bữa nay. Người đã cho đi hết, người giống như người cuồng nhiệt, không muốn có cái gì nữa. Người đã mặc đồ vải gai từ nhiều ngày nay rồi." Judas nói: "May thay là mẹ thầy đã nghĩ đến mang theo cho thầy các đồ mới. Cái áo nhuộm màu đỏ tía thật là đẹp. Giêsu, thầy thì phải cái đó mới xứng. Mặc dầu thầy cũng rất đẹp khi mặc đồ gai như vậy, thầy thực sự giống như một bông huệ." Maria Anfre nói: "Một bông huệ rất lớn, Maria nhỉ?" Judas châm biếm: "Nhưng trong sạch như chắc chắn là anh không được như vậy. Cả Gioan cũng còn không. Anh cũng mặc vải gai, nhưng hãy tin, anh không giống bông huệ." Maria Anfre đối đáp thẳng thắn: Tôi tóc đen và da ngâm, và điều đó thì tôi khác." "Không, không phải tại cái đó, chính là vì anh. Nói về sự trắng sạch, thì anh có nó ở trên mình anh. Còn Giêsu, sự trong sạch ở trong lòng người, nó tỏa ra ở cái nhìn của người, nụ cười của người, lời nói của người, như vậy đó. À, thật dễ chịu được ở đây với Giêsu của tôi." Và bà Maria tốt bụng đặt một bàn tay tàn tạ của người đàn bà già và làm việc nhiều của bà lên đầu gối Giêsu, và người vuốt ve bàn tay ngay thẳng. Maria Salome đang xem xét một cái áo, bà kêu lên: "Cái này còn tệ hơn một đường rách. Ôi, con trai tôi,
ai đã biết cái lỗ đi theo kiểu này? Bà bất bình và chỉ cho các bạn bà một loại. Lỗ rốn hoàn toàn giống gió. Tới nỗi nó làm thành một cái vòng lồi lên bên trên mặt vải và được giữ bằng những mũi khâu có thể làm một người đàn bà sợ hãi. Sự sửa chữa kỳ lạ là trung tâm của một loạt đường xếp ly hình rẽ quạt ở trên vai áo. Mọi người đều cười, bắt đầu là Joanne, tác giả của miếng vá. Ông cắt nghĩa. Con không thể để cái lỗ như vậy để mặc, vì thế con bít nó đi. Mẹ thấy, con tội nghiệp của mẹ. Mẹ thấy, nhưng con không thể nhờ Maria Jacob khâu cho con hay sao? Bà ta hầu như mù. Bà già tội nghiệp đó. Vả nữa, điều bất hạnh, đó không phải là một miếng rách, mà thực sự là một cái lỗ. Cái áo bị vướng vào bó củi con mang trên vai. Khi nhấc bó củi lên khỏi vai, thì miếng vải đi theo. Vậy là con vá như thế. Con ơi, con đã làm hỏng nó như vậy. Mẹ phải có... Bà xem xét cái áo, nhưng bà lắc đầu và nói. Tôi hy vọng có thể cắt một tí lai, nhưng nó không còn. Chính tôi đã cắt đi khi ở Nobe, vì đường gấp lên bị rách. Nhưng tôi đã đưa cho con chị cái phần tôi đã cắt. Elise giải thích. Đúng, nhưng con đã dùng nó làm dây đeo cho cái giỏ của con. Đứa con tội nghiệp, thật cần thiết phải có chúng ta ở gần chúng. Đức Thánh Trinh Nữ nói, khi mẹ sửa chữa một cái áo của ai, tôi không biết. Nhưng chỗ này thì phải có vải. Coi này, các mũi kim đã làm rách hết chung quanh, và từ chỗ rách đã to, trở thành một lỗ hết sửa nổi, ngoại trừ là tìm được cái gì thay thế miếng vải bị thiếu. Lúc đó, chỗ vá vẫn còn nhìn thấy, nhưng cũng đỡ đỡ. Bà đã cho thầy ý tưởng về một dụ ngôn. Giê-xu nói, và đồng thời Giu-đa nói, hình như ở đáy giỏ của tôi có một mảnh vải màu này. Đó là chỗ còn lại của một cái áo quá bạc màu nên tôi không mặc. Tôi đã tặng nó cho một người đàn ông. Ông ta quá nhỏ con hơn tôi, đến nỗi chúng tôi phải cắt đi gần hai gang tay. Nếu bà chờ thì tôi sẽ đi tìm. Nhưng trước tiên tôi muốn nghe dụ ngôn. Nguyện Chúa chúc lành cho anh. Cũng hãy nghe đi. Trong khi chờ đợi, tôi làm lại sợi dây cho cái áo của Jacobe. Nó bị tựa ra hết trơn. Nói đi thầy, rồi con sẽ làm vui lòng Maria Salome. Thầy nói, thầy so sánh linh hồn với một mảnh vải. Khi nó được phú bẩm, nó mới mẻ, không vết rách. Nó chỉ có dấu vết nguyên tội, nhưng nó không bị vết thương trong sự tạo thành của nó. Cũng không có dấu vết nào khác, cũng không bị hao mòn. Rồi với thời gian, do những thói xấu mà nó đã nhận, nó hao mòn đến nỗi bị rách. Nó bị dính vết do thiếu thận trọng, nó bị rách bởi những vô trật tự. Bây giờ, khi nó đã rách, đừng vá nó một cách vụng về, vì nó sẽ là nguyên nhân cho nhiều vết rách. Nhưng phải kiên nhẫn, phải mạng những đường dài và khéo léo để làm biến đi hết sức có thể những tai hại đã xảy ra. Nếu miếng vải bị rách quá nhiều hoặc bị rách tới cỡ mất đi một miếng, người ta không được kiêu căng, nhất quyết tự mình loại bỏ những hư hỏng đó. Nhưng phải đi tìm vị nào mà họ biết là có thể làm cho linh hồn lại nên trong sạch, bởi vì vị đó được phép làm tất cả. Bởi vì vị đó có thể làm tất cả. Thầy nói về Thiên Chúa Cha Thầy và về vị cứu tinh là Thầy. Nhưng sự kiêu căng của con người tệ hại tới nỗi sự hư hỏng của linh hồn nó càng lớn, thì nó càng tìm cách chắp vá bằng những phương dược bất toàn, chỉ tạo ra tàn tật càng ngày càng lớn. Các con có thể bắt bẻ thầy rằng vết rách sẽ luôn luôn bị nhìn thấy. Maria Salome cũng đã nói vậy. Đúng, người ta sẽ luôn luôn nhìn thấy vết thương mà linh hồn đã chịu đựng. Nhưng linh hồn giao chiến và do đó nó bị thương vì kẻ thù đông đảo ở chung quanh nó.
Khi thấy một người mang đầy vết thẹo là dấu hiệu của từng ấy vết thương đã bị khi giao tranh để chiến thắng, không ai có thể nói được rằng người này ô uế. Trái lại, người ta sẽ nói, người này là vị anh hùng, đây là các dấu vết đỏ về giá trị của ông ta. Và người ta không bao giờ thấy một người lính xấu hổ để cho người ta săn sóc một vết thương vinh hiển. Trái lại, anh ta sẽ đi tìm thầy thuốc và nói với ông ta cách kiêu hãnh. Đó, tôi đã chiến đấu và tôi đã thắng. Ông thấy tôi đã không thể tránh bị thương, nhưng bây giờ hãy phục hồi tình trạng cho tôi, để tôi có thể sẵn sàng cho cuộc chiến khác và thắng trận khác. Trái lại, kẻ có các vết thương vì những bệnh ô uế mà hắn nhiễm phải vì những trụy lạc bất xứng, nó xấu hổ vì các vết thương của nó trước mặt bà con bạn bè và cả trước mặt thầy thuốc. Và đôi khi nó ngu dại tuyệt đối tới nỗi nó giấu kín các vết thương của nó cho tới khi sự hôi thối lật tẩy nó. Nhưng lúc đó thì quá trễ để chữa chạy. Những kẻ khiêm nhường thì luôn luôn chân thành. Và lại nữa, đó là những kẻ dũng cảm, không xấu hổ vì những vết thương bị trong khi chiến đấu. Những kẻ kiêu căng thì luôn luôn dối trá và hèn nhát. Vì kiêu căng, nó đi tới chỗ chết. Vì nó không muốn đến với đấng có thể chữa cho nó để nói, cha ơi, con đã phạm tội, nhưng nếu cha muốn, cha có thể chữa cho con. Nhiều linh hồn vì kiêu căng không chịu thú nhận một tội khởi đầu, đã đi tới chỗ chết. Lúc đó, đối với linh hồn này cũng vậy, đã quá trễ. Họ không suy nghĩ rằng lòng thương xót của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn, lớn lao hơn hết mọi chứng hoại thư, dù nó trầm trọng và loang lổ lan tràn tới đâu, người cũng có thể chữa được. Nhưng linh hồn của kẻ kiêu ngạo, khi nó nhận ra rằng nó đã khinh miệt mọi phương tiện để được rỗi, nó sẽ rơi vào thất vọng vì nó không có Thiên Chúa. Nó nói quá trễ rồi, và nó nộp mình cho cái chết sau cùng, cái chết của sự luận phạt. Thôi Giuđa, bây giờ hãy đi lấy mảnh vải của con. Con đi lấy, nhưng con không thích dụ ngôn này, con không hiểu nó. Nhưng nó quá rõ ràng, tôi là đàn bà tội nghiệp mà tôi còn hiểu. Maria Salome nói. Tôi thì không. Trước đây thầy nói những dụ ngôn hay hơn, bây giờ thì con ong, miếng vải, các thành phố đổi tên, các linh hồn là những cái thuyền, những thứ quá hèn mọn và quá lộn xộn tới nỗi chúng không làm vui lòng tôi nên tôi không hiểu. Nhưng bây giờ tôi đi lấy vải. Về thực dụng thì tôi thấy là nó cần, nhưng nó luôn luôn là cái áo hư. Và Giuđa đứng dậy, bỏ đi. Trong khi Giuđa nói, Maria cúi đầu sâu hơn trên công việc của mẹ. Trái lại, Jenny ngẩng đầu lên, nhìn vào kẻ bất cẩn với vẻ bực tức. Susan mở tròn đôi mắt to đầy kinh ngạc của bà, và bà nhìn Giê-xu thay vì nhìn vị tông đồ, tựa như bà tự hỏi tại sao người không phản ứng. Không bà nào nói một lời hay làm một cử động. Nhưng Maria Salome và Maria Anfre nhìn bình dân hơn. Hai bà nhìn nhau và lắc đầu. Khi Giuđa vừa đi khỏi, thì Maria Salome nói, ông ta có đầu óc bệnh hoạn. Đúng, vì vậy ông ta chả hiểu gì cả. Tôi không biết thầy có phục hồi nó cho ông ta được không? Nếu con tôi mà như vậy là tôi sẽ đập bể nó hoàn toàn. Đúng, tôi làm vậy cho nó để nó là một cái đầu công chính. Tôi sẽ đập bể nó như vậy. Thà rằng có khuôn mặt bị rách nát còn hơn là con tim. Maria Anfre nói. Hãy khoan dung Maria. Bác không thể so sánh các con bác, những đứa được lớn lên trong một gia đình ngay thẳng, trong một thành phố như Nazareth với người này được. Giê-xu nói, mẹ ông ta tốt, ba ông cũng đâu có tệ, bác có nghe nói mà. Maria Anfe biện bạch. Đúng, nhưng con tim của ông không thiếu kiêu ngạo. Chính vì vậy,
ông đã chia lìa đứa con với mẹ nó quá sớm, và ông đã góp phần để làm phát triển cái gia tài tinh thần mà ông để lại cho con trai ông bằng cách gửi nó đi Jerusalem. Thật là đau lòng để nói, nhưng chắc chắn đền thờ không phải là nơi mà truyền thống kiêu căng khả dĩ có thể giảm bớt. Như sư nói, không một nơi nào của Jerusalem, dù là một chỗ danh dự, được biểu thị để làm giảm bớt kiêu căng cũng như tất cả các tật xấu khác. Jenny nói, trong khi thở dài, và bà thêm, cũng không một chỗ danh dự nào, dù ở Jericho hay Caesarea Philip, ở Tiberias, cũng như ở Caesarea khác kia. Và bà khâu thật lẹ, trong khi cúi mặt xuống công việc của bà sâu quá sự cần thiết. Maria Lazaro có uy, nhưng cô ta không kiêu căng. Nick nhận xét. Bây giờ vậy, nhưng trước kia cô ta rất tự phụ. Trái hẳn với cha mẹ cô, không bao giờ như vậy. Jenny trả lời. Bao giờ thì các cô tới? Maria Salome hỏi. Sắp sửa rồi. Nếu chúng ta phải ra đi trong 3 ngày, kể từ hôm nay. Vậy chúng ta làm lẹ lên. Chúng ta chỉ có vừa đủ giờ để hoàn tất. Maria Enfre nói, để hối họ. Chúng ta đã đến trễ tại vì Lazaro. Nhưng như vậy tốt, vì tránh được cho Maria biết bao mệt nhọc. Susan nói. Nhưng em có cảm thấy đủ khả năng để đi bấy nhiêu đường đất không? Em tái sanh và mệt lả, Maria. Maria Enfre hỏi. Khi bà đặt tay lên đầu gối Maria và nhìn mẹ cách đau đớn. Em không bệnh, Maria, và chắc chắn em có thể bước. Mẹ ơi, bệnh thì không, nhưng quá tàn tạ. Con sẽ hiến 10 và 10 năm của đời con. Con ôm lấy hết mọi đau đớn để lại được thấy mẹ như con đã thấy mẹ lần đầu. Joan nói khi nhìn mẹ cách thương xót. Nhưng tình yêu của con đã là một phương dược, Joan à. Mẹ cảm thấy lòng mẹ bình tĩnh lại khi thấy các con yêu con mẹ. Vì sự đau đớn của mẹ đâu có nguyên nhân nào khác ngoài việc thấy rằng người không được yêu. Ở đây, gần bên người và ở giữa các con, rất trung thành, mẹ đã tươi tắn lại rồi. Nhưng chắc chắn là các tháng vừa qua, một mình ở Nazareth, sau khi đã thấy người, lúc ra đi đã quá bị giày vò, bị bắt hại rồi. Và nghe thấy tất cả những tiếng đồn. Ôi, đau đớn chừng nào. Nhưng ở gần bên người, mẹ thấy, mẹ nói. Ít nhất, Giê-xu của tôi có má của người để an ủi người, để nói những lời bao phủ đi hết những lời khác. Và mẹ cũng thấy rằng, tình yêu chưa chết hết trong Israel. Và mẹ có bình an, một tí bình an, không nhiều, vì... Maria không nói hơn. Mẹ cúi xuống, khuôn mặt mà mẹ đã ngửa lên để nói với Joan. Và người ta chỉ nhìn thấy phần trán ở gần chân tóc, mà sự cảm xúc câm nín đã làm cho đỏ ửng. Rồi hai giọt nước mắt sáng lên ở trên cái áo tối màu mà mẹ mặc. Giê-xu thở dài, đứng dậy khỏi chỗ của người, tới ngồi ở chân mẹ phía đằng trước. Ở đó, người ngã đầu lên đầu gối Maria. Người hôn bàn tay đang cầm miếng vải và giữ yên như vậy, giống như một đứa trẻ nghỉ ngơi. Maria rút cái kim ra khỏi vải để không làm con mẹ bị thương. Rồi mẹ đặt bàn tay phải của mẹ lên đầu Giê-xu đang tựa vào gối mẹ. Và mẹ ngửa mặt lên nhìn trời. Chắc chắn là mẹ cầu nguyện.
mặc dầu đôi môi không mấp máy. Tất cả thái độ của mẹ đều nói là mẹ cầu nguyện. Rồi mẹ cúi xuống để hôn con mẹ, trên mái tóc, gần chỗ thái dương lộ ra. Những người khác không nói gì cho tới lúc Maria Salome nói. Nhưng Giuđa lâu chừng nào, mặt trời thì sắp lặn và tôi không nhìn rõ nữa. Có lẽ có ai đã chặn ông lại. Gioan nói, và ông hỏi mẹ ông. Mẹ có muốn con đi hối để ông ta lẹ lên không? Con sẽ làm tốt, vì nếu ông ta không tìm thấy miếng vải giống vậy, thì mẹ sẽ cắt ngắn tay áo, vì sắp mùa hè rồi. Còn đến mùa thu thì mẹ sẽ lo cho con cái áo khoác, vì cái này không tốt nữa. Và với mảnh cắt ra, thì mẹ sẽ sửa chữa nó cho con ở đây, để đi đánh cá thì còn tốt, vì chắc chắn sau lễ ngũ tuần, quý vị sẽ trở về Galilee. Vậy con đi. Gioan nói, và luôn luôn dễ thương, ông hỏi các bà khác. Các bà có các quần áo đã sẵn sàng mà tôi có thể mang vào trong các nhà chúng tôi không? Nếu có thì đưa cho tôi, các bà sẽ đỡ phải mang nặng để về. Các bà thu lượm những cái các bà đã sửa và đưa cho Gioan. Ông vừa quay lưng để ra đi, thì bắt chợt ông đứng gần lại khi thấy Maria Jacob đang lật đật chạy về. Bà già nhỏ tốt bụng, bước đi cách khó lòng. Vậy mà bà lật đật hết sức như tuổi già cho phép bà. Và bà kêu lên với Gioan. Thầy có ở đây không? Có. Mẹ muốn gì? Người đàn bà tiếp tục chạy trong khi trả lời. Ada đau, và chồng bà muốn an ủi bà bằng cách gọi Giê-xu. Nhưng từ khi các người Samari đã quá xấu, ông ta không dám. Tôi đã nói với ông ta, anh chưa biết người đâu. Tôi đi. Ông ta không bảo tôi là không. Bà già nhỏ thở dốc vì bà đã chạy và lên dốc. Đừng chạy nữa, thầy đi với bà, hay đúng hơn, thầy đi trước bà. Hãy bình tĩnh đi sau thầy, mẹ ơi, mẹ già rồi mà chạy như vậy. Giê-xu nói với bà, rồi người nói với mẹ người và các bà môn đệ. Thầy ở lại trong làng, bình an cho các bà. Người cầm tay Gioan và xuống dốc mau lẹ với ông. Bà già nhỏ đã lấy lại được hơi thở, đi theo hai người sau khi đã trả lời cho các bà kia hỏi bà. Một mình vị Rabbi có thể cứu bà, nếu không bà sẽ chết giống như Ra-ken. Bà lặn đi, mất sức và đã chiến đấu với những co giật đau đớn. Nhưng các bà giữ bà ta lại và nói. Nhưng các bà không thử với những viên gạch nóng để ở dưới thắt lưng à? Không, tốt hơn là nên phủ cho bà bằng vải gai tắm rượu thơm. Nóng hết sức có thể. Với tôi, hồi thằng Gia-cô-bê, tôi thấy dễ chịu khi bôi dầu rồi với gạch nóng. Hãy cho bà ta uống nhiều. Nếu bà ta có thể đứng và đi được vài bước, thì trong khi đó, người ta sẽ chà sát lưng của bà thật mạnh. Các người đàn bà, mẹ, tức là tất cả, trừ Nick và Susan và Maria, người không phải chịu đựng đau đớn của tất cả các bà mẹ hy sinh con ra đời. Mỗi bà khuyên bảo một điều nọ, điều kia. Tất cả, người ta đã thử tất cả, nhưng thắt lưng của bà quá kiệt quệ. Đây là đứa con thứ 11 của bà. Nhưng bây giờ tôi tới đó, tôi đã lấy lại hơi được rồi. Hãy cầu nguyện cho bà mẹ này. Xin Đấng Tối Cao giữ cho bà sống cho tới khi vị Rabbi đến bên bà. Và bà đi ra, chài lắc nhắc. Bà già tội nghiệp, cô đơn và tốt bụng.
Trong khi đó, Giê-xu xuống dốc mau lẹ về phía thành phố đang được mặt trời sưởi ấm. Người vào thành phố bằng lối đối diện với lối của nhà họ, tức là lối Tây Bắc của Ephraim. Còn nhà của Maria, Jacob thì ở lối Đông Nam. Người bước mau, không đứng lại để nói với những người muốn giữ người lại. Người chào họ rồi đi ngay. Một người đàn ông nhận xét: người tức giận với chúng ta, những người ở các đoàn khác đã hành động sai. Người có lý. Không, người tới nhà cha Noe, vợ ông sắp chết vì sinh đứa con thứ 11 của bà. Những đứa trẻ tội nghiệp và vị rabbi tới đó, ba lần nhân từ, bị xúc phạm, người đổ đầy ơn lành. Nhưng cha Noe không xúc phạm đến người. Không ai trong chúng ta xúc phạm đến người cả. Nhưng đó luôn luôn là những người Samari. Vị rabbi công bằng, người biết phân biệt. Chúng ta đi coi phép lạ đi. Chúng ta không thể vào. Đó là một đàn bà sắp sinh con. Nhưng chúng ta sẽ nghe thấy đứa trẻ khóc, và đó sẽ là tiếng nói của phép lạ. Họ chạy đi để bắt kịp Giê-xu. Những người khác cũng đến cùng với họ để coi. Giê-xu tới căn nhà đau khổ vì sự bất hạnh sắp xảy ra. 10 đứa trẻ, đứa lớn nhất là một cô gái nhỏ đang đầy nước mắt, mà các em nó đang bám chặt lấy nó mà khóc. Ngồi trong một góc của lối vào, gần cái cửa mở rộng, các bà mù đỡ ra ra vào vào, các tiếng xì xèo, các tiếng động của các bàn chân trần trên nền gạch. Một người đàn bà nhìn thấy Giê-xu liền la lên: cha Ô-nê, hãy hy vọng, người đã đến. Và bà bỏ đi chạy lẹ với một cái bình đang bốc hơi. Một người đàn ông chạy tới quỳ phục. Ông chỉ vào một cử chỉ và ông nói: con tin, xin thương vì chúng nó. Và ông chỉ vào đàn con của ông: đứng dậy đi và hãy can đảm. Đấng tối cao giúp kẻ có lòng tin và người thương các con cái đau khổ của người. Ôi xin đến, thầy ơi xin đến, bà đã đen rồi, bà ngạt thở vì những co giật, hầu như bà không thở nữa, xin đến. Người đàn ông đã sói chiến, trở thành lạc hồn hoàn toàn khi ông nghe một bà đỡ gọi: cha Ô-nê, đến mau, A-gia chết. Ông đẩy, ông kéo Giê-xu để làm cho người đi lẹ lẹ tới phòng kẻ đang chết như điếc với những lời của Giê-xu nói: đi đi, hãy tin. Người đàn ông tội nghiệp về đức tin thì ông ta có, nhưng điều ông ta thiếu là khả năng để hiểu những lời này, mà ý nghĩa bí mật của nó đã cho ông sự chắc chắn về phép lạ rồi. Giê-xu vừa bị đẩy vừa bị kéo, đi lên cầu thang để tới phòng người đàn bà. Nhưng người dừng lại ở thềm, chỗ đầu cầu thang, cách chừng 3 mét với cái cửa mở, cho nhìn thấy một khuôn mặt bạc nhược, tái mét, như đã có sắc mặt của kẻ hấp hối. Các bà đỡ không cố gắng gì nữa. Họ đã đắp cho người đàn bà lên tới cằm và họ nhìn, đứng sừng sững như đá để chờ cái chết. Giê-xu giơ cánh tay ra và kêu: ta muốn. Rồi người quay lưng và bỏ đi. Người chồng, các bà đỡ, các người tò mò thất vọng. Có lẽ bởi vì họ hy vọng Giê-xu sẽ làm cái gì đặc biệt hơn, như sự sinh ra lập tức của đứa trẻ chẳng hạn. Nhưng Giê-xu khi rẽ ra một lối đi, người nhìn vào mặt họ khi người đi qua trước mặt họ và nói: đừng nghi ngờ, phải tin một tí nữa. Một lúc nữa, người đàn bà phải trả cái nợ chua cay của việc sinh con, nhưng bà khỏe mạnh. Rồi người xuống cầu thang để cho họ chưng hửng. Lúc đi ra, người nói với 10 đứa trẻ sợ hãi: đừng sợ, mẹ các con được cứu. Trong khi nói lời đó, người lấy tay vuốt ve những khuôn mặt nhút nhát. Lúc đó, có một tiếng kêu lớn vang lên trong nhà,
dội ra tận ngoài đường, nơi Maria Jacob cũng vừa tới, và bà kêu lên. Lại tình thương! Vì bà nghĩ là tiếng kêu loan báo cái chết. Maria đừng sợ, đi lẹ lên, bà sẽ thấy đứa trẻ được sinh ra, sức mạnh đã trở lại cùng với đau đớn, nhưng sắp sửa sẽ là niềm vui. Người ra đi cùng với Gioan, không có ai theo người, vì tất cả đều muốn coi xem phép lạ có hoàn thành không. Và có nhiều người khác nữa chạy vào căn nhà, vì tin tức đã đồn đi rằng vị Rabbi đã tới cứu Aya. Vì vậy, bằng cách len lỏi qua các ngõ hẻm, người đi không bị ai ngăn chặn gì dọc đường. Người tới một căn nhà, người vào và gọi. Giuđa, Giuđa. Không ai trả lời cả. Thưa thầy, ông ta đã lên nhà trên đó, chúng ta cũng có thể về nhà. Còn để ở đây các quần áo của Giuđa, của Simon, của Jacobê anh thầy. Còn con sẽ để các quần áo khác của Simon Phêrô, của Andrê, của Philippe trong nhà Anna. Gioan nói, và họ làm như vậy. Điều này cho tôi hiểu rằng, để có chỗ cho các nữ môn đệ, các tông đồ đã đi tới các nhà khác, nếu không phải tất cả, thì cũng một số trong đám họ. Bây giờ đã rút đi được mớ quần áo, họ đi ra, vừa đi vừa nói với nhau, để về nhà Maria Jacob và vào đó bằng cửa nhỏ, lối vào vườn. Cái cửa không khóa, chỉ cần đẩy ra. Căn nhà lặng lẽ và trống rỗng. Gioan nhìn thấy một vò nước đầy, để ở dưới đất. Ông nghĩ có lẽ bà già nhỏ đã để ở đó trước khi người ta gọi bà đến giúp cho người đàn bà sanh. Ông cầm lấy và đi về phía một phòng đóng cửa. Giê-xu ở lại ngoài hành lang để cởi áo khoác của người và gấp lại cẩn thận theo thói quen của người trước khi để nó lên trên cái gương ở lối vào. Gioan mở cửa và thốt ra một tiếng. À! Hầu như sợ hãi. Ông đẩy cái bình xuống và lấy hai bàn tay bịt mắt. Ông cúi gù xuống như để làm cho mình thành thấp bé và biến mất để không nhìn thấy. Từ trong phòng vang lên tiếng động của các đồng tiền rơi tung tóe trên mặt đất. Giê-xu đã ở ngoài cửa. Tôi phải mất nhiều giờ để viết hơn là người cần để tới. Người đẩy mạnh Gioan để ông tránh ra. Ông rên rỉ. Thầy đi đi, thầy đi đi. Người đẩy cái cửa đã hé mở và vào trong. Căn phòng này là nơi các nữ môn đệ dùng bữa từ khi họ tới ở đây. Tại đây có hai cây rương bằng sắt. Giuđa đang đứng ở trước, một trong hai cái, ngay đối diện với cửa ra vào. Ông tái mét, mắt nảy lửa vì tức và đồng thời vì sợ, với một túi tiền ôm trong hai tay. Cái gương bằng sắt mở nắp, trên mặt đất rải rác các đồng tiền và các đồng khác còn đang rơi xuống đất khi nó lọt ra khỏi cái túi ở trên mép gương mở và nằm ngang. Tất cả chứng minh một cách không thể nghi ngờ được về điều đang xảy ra. Giuđa đã về nhà. Ông đã mở rương và ăn cắp. Ông đang ăn cắp. Không ai nói gì. Không ai nhúc nhích. Nhưng như vậy còn tệ hơn nếu mọi người đều thét lên và nhảy bổ vào nhau. Ba bức tượng, Giuđa, một thằng quỷ, Giê-xu, quan sát, Gioan, sợ hết vía vì khám phá ra sự hèn hạ của bạn ông. Bàn tay Giuđa cầm túi tiền hơi rung, làm các đồng tiền có những tiếng động tắc nghẽn. Gioan run rẩy, mặc dầu hai tay ông vẫn bịt chặt lấy miệng mà răng ông đập vào nhau lắc cắt, trong khi mắt ông sợ hãi nhìn vào Giê-xu hơn là nhìn Giuđa. Giê-xu không run, người đứng thẳng và lạnh lùng.
người hoàn toàn băng giá vì người cứng ngắc. Sau cùng người bước một bước, làm một cử chỉ và nói một tiếng. Một bước về phía Giuđa, một cử chỉ để làm hiệu cho Gioan rút lui và một tiếng. Đi đi. Nhưng Gioan sợ và rên rỉ. Không, không, đừng đuổi con đi. Hãy để cho con ở lại đây. Con sẽ không nói gì. Nhưng hãy để cho con ở lại đây với thầy. Đi đi, đừng sợ. Hãy đóng tất cả các cửa ra vào lại. Nếu có ai tới, bất cứ ai, dù là mẹ thầy, đừng để cho họ vào đây. Đi đi, hãy vâng lời. Chúa ơi! Gioan làm như chính ông có tội, vì ông năn nỉ và thất vọng. Đi đi, thầy bảo con, không sao đâu, đi đi. Giê-xu làm êm dịu mệnh lệnh của người bằng cách đặt tay trên đầu kẻ biệt ái với cử chỉ vuốt ve. Tôi không nhìn thấy tay người run, nhưng Gioan cảm thấy, nên ông cầm lấy và hôn nó với một tiếng nấc, nói lên biết bao thứ. Ông ra, Giê-xu đóng cửa lại và vặn chốt. Người quay lại để nhìn Giu-đa. Hẳn, ông cảm thấy bẻ mặt, nên dù vẫn táo bạo, ông cũng không dám nói một lời hay là một cử chỉ. Giê-xu tới thẳng đằng trước ông bằng cách đi vòng quanh cái bàn kê ở giữa phòng. Tôi không biết người đi nhanh hay đi chậm, vì tôi quá sợ bởi diện mạo của người nên không đo lường được thời gian. Tôi nhìn đôi mắt người và tôi cũng sợ như Gioan. Chính Giuđa cũng sợ. Người dừng lại ở khoảng giữa cái rương và cái cửa sổ mở, mà qua đó ánh sáng đỏ của mặt trời đang lặn đổ hết trên người Giê-xu. Ôi, những con mắt của Giê-xu! Người không nói một lời, nhưng khi người thấy một cái gì giống như cái móc lòi ra từ dây lưng của áo Giuđa, người liền có một phản ứng dễ sợ. Người giơ cánh tay lên với bàn tay nắm lại như để đập kẻ ăn cắp, và miệng người bắt đầu chữ khốn nạn như người trấn ác. Người dừng cánh tay sắp dán quả đấm lại, và tiếng thoát ra chỉ có một nửa đầu khốn, vì phải cố gắng để trấn tĩnh, toàn thân người rung lên. Người chỉ giới hạn ở chỗ nắm tay. Người hạ cánh tay xuống ngang tầm cái túi mà Giuđa giữ trong tay. Người giật lấy, quăng nó xuống đất, và chân người giày xéo cái túi với các đồng tiền, làm nó bắn tung tóe. Trong khi người nói bằng giọng dằn từng tiếng với sự giận dữ bị kèm lại nhưng dễ sợ. Đi xa đi, vấn rác của Satan, vàng đá quyền rủa, đầm rãi của hỏa ngục, nọc độc của rắn. Đi xa đi. Giuđa đã phát ra một tiếng kêu nghẹn khi ông thấy Giê-xu sắp nguyền rủa ông, và ông không phản ứng nữa. Nhưng từ phía bên kia các cửa đóng, một tiếng kêu của Gioan vang lên khi Giê-xu quăng cái túi tiền xuống đất. Tiếng kêu này làm kẻ ăn cắp phát điên và trả lại cho hắn sự táo bạo, quỷ ma của hắn. Hắn trở nên hung dữ. Hắn nhảy hầu như chồm vào Giê-xu và la lên. Ông đã cho rình rập tôi để làm nhục tôi. Rình rập bởi một thằng ngu cả đến không biết nín lặng. Nó sẽ làm tôi xấu hổ trước mặt mọi người. Nhưng đó là điều ông muốn. Ngoài ra, đúng, tôi cũng muốn. Tôi muốn cái này để làm cho ông đuổi tôi, làm cho ông nguyền rủa tôi. Nguyền rủa tôi, nguyền rủa tôi. Tôi đã làm hết cách để bị đuổi. Ông ta lắc hàng cổ vì tức giận và dữ tợn như một thằng quỷ. Ông thở hổn hển như có cái gì bóp nghẹn ông. Giê-xu nhắc lại với giọng trầm nhưng dễ sợ. Ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp. Và người kết thúc khi nói: hôm nay ăn cắp, ngày mai sát nhân, giống như Barabba, còn tệ hơn nó nữa.
người thổi tất cả câu nói này vào mặt Judah, vì bây giờ hai người đứng rất gần nhau. Judah lấy hơi lại và trả lời: đúng, ăn cắp, và tại lỗi ông. Tất cả những điều xấu tôi đã làm đều tại lỗi ông. Và ông không bao giờ mệt mỏi làm hư hỏng tôi. Ông cứu mọi người. Ông cho mọi người tình yêu và danh dự. Ông đón nhận người tội lỗi. Gái giang hồ không làm ông ghê tởm. Ông đổi đãi những bạn với các tên ăn cắp, các tên cho vay nặng lãi và các tên trị lạc của gia kê. Ông tiếp đón kẻ dò thám của đền thờ như đấng Messia. Ôi, ông ngu chừng nào! Và ông đặt cho chúng tôi một tên ngu làm thủ lãnh, tên thu thuế làm thủ quỹ, và ông dùng một thằng ngốc làm kẻ thân tín. Còn với tôi, thì ông đánh đo từng đồng. Ông không để tiền cho tôi. Ông giữ tôi ở gần ông như tên tù khổ sai bị xích vào chỗ của nó, trên ghế kẻ chèo thuyền. Cả đến ông không muốn là chúng tôi. Tôi nói chúng tôi, nhưng chính là tôi, một mình tôi. Không được nhận đồ dâng cúng của khách hành hương. Chính là để tôi không thể đụng đến tiền nên ông đã đặt ra lệnh không được lấy tiền của ai. Bởi vì ông ghét tôi, vậy tôi cũng ghét ông. Vừa nãy, ông đã không biết đánh tôi và nguyền rủa tôi. Sự nguyền rủa của ông có thể biến tôi thành tro. Tại sao ông không làm? Tôi thích vậy, hơn là thấy ông quá bất lực, quá yếu. Một người tận số, một kẻ bại trận. Nên không, ông sợ là Gioan nghe thấy sao? Ông sợ là sau cùng nó sẽ hiểu ông là ai, và nó sẽ bỏ rơi ông. À, ông có cái sợ này, ông chỉ giả bộ anh hùng. Phải, ông sợ, và ông sợ tôi, ông sợ. Chính vì vậy mà ông không biết nguyền rủa tôi. Chính vì vậy nên ông giả vờ yêu, trong khi ông ghét tôi, để nịnh tôi, để tôi yên lòng. Ông biết rằng tôi là sức mạnh này ghét ông và sẽ thắng ông. Tôi đã hứa với ông là tôi sẽ theo ông tới chết, trong khi tặng cho ông tất cả, và tôi đã tặng cho ông tất cả, và tôi sẽ ở lại bên ông cho tới giờ của ông và tới giờ của tôi. Ông vua tuyệt vời, không biết nguyền rủa và xua đuổi, ông vua của các đám mây, vua thần tượng, vua ngu ngốc, kẻ nói dối, phản bội với chính số phận của ông. Ông luôn luôn khinh bỉ tôi. Ngay từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu, ông đã không biết hiểu tôi. Ông cho là ông khôn ngoan. Ông là tên ngu. Tôi đã dạy cho ông có đường hay. Nhưng ông... ôi! Ông là kẻ trong sạch. Ông là một tạo vật, là người, nhưng cũng là Thiên Chúa. Và ông khinh bỉ lời khuyên của kẻ thông minh. Ông đã lầm ngay từ lúc đầu. Ông lầm. Ông là... à... Làn sóng các lời bất thần ngừng lại. Và sau đó là một sự yên lặng, thê lương, sau bao la hét. Một sự bất đồng thảm hại, sau bao múa mai. Trong khi tôi viết và không thể biết cái gì đã xảy ra, Judah cúi gù xuống, giống như, đúng, giống như con chó giữ rình và lại gần con mồi, sẵn sàng để phóng lên trên. Ông càng lúc càng lại gần Giê-xu với khuôn mặt mà cái nhìn không thể chịu nổi. Hai bàn tay co quắp, khuỷu tay trống vào thân, tự như thật sự ông sắp tấn công người. Giê-xu không tỏ một dấu gì là sợ. Cả đến người quay lưng vào ông, mà ta tưởng tượng ông ta có thể đột kích và nhảy lên cổ người. Nhưng ông không làm. Giê-xu quay lại, để mở cửa, và nhìn ra hành lang, xem sự thật, Gioan có đi khỏi đó không. Chiếc hành lang trống rỗng,
và hầu như tối, vì Gioan đã đóng cái cửa mở ra vườn sau khi ra khỏi đó. Lúc đó, Giê-xu lại đóng cửa và vặn chốt, rồi người tựa lưng vào đó, không nói một lời, không làm một cử chỉ, để chờ cho cơn giận dữ của Giu-đa hạ xuống. Tôi không có khả năng, nhưng tôi tin mình không lầm khi nói rằng chính Sa-tan đã nói qua miệng Giu-đa. Đó là một lúc ông bị Sa-tan chiếm hữu tỏa tường. Người tông đồ gian ác đã ở ngưỡng cửa tội ác, đã bị kết án bởi chính ý muốn của ông. Các lối ngừng bặt, các lời để cho vị tông đồ như hoảng hốt này nhắc tôi nhớ đến những màn bị ám khát mà tôi đã thấy trong 3 năm sống công khai của Chúa Giê-xu. Giê-xu tựa lưng vào cửa, mặt toàn trắng trước màu gỗ tối. Không làm một cử chỉ nào, chỉ có con mắt của người đặt trên vị tông đồ một cái nhìn đau đớn, lớn lao và khẩn khiết. Nếu người ta có thể nói rằng các con mắt cầu nguyện, thì tôi nói rằng đôi mắt của Giê-xu cầu nguyện khi người nhìn kẻ khốn nạn. Thật vậy, không phải chỉ có sự kiềm hãm thoát ra khỏi đôi mắt đau khổ, nhưng đó cũng là sự thành khẩn của lời cầu nguyện. Ở cuối cuộc tranh cãi của Giu-đa, Giê-xu mở đôi tay mà người vẫn khoanh trước ngực ra, nhưng người không mở ra để đụng vào Giu-đa, cũng không phải để làm một cử chỉ nào đối với ông hay để giơ lên trời. Người giang ngang cánh tay ra như vị trí lúc bị đóng đanh. Tại đó, trước nền gỗ tối và bức tường hơi đỏ. Chính lúc đó là lúc nguyện Giu-đa nói chậm lại và phát ra tiếng A, làm ngân bài hùng biện của ông. Giê-xu giữ vị trí như vậy, tay giang ra luôn luôn nhìn vị tông đồ bằng cái nhìn đau đớn và cầu nguyện. Giu-đa như người ra khỏi cơn mê sảng, ông đặt tay lên trán, lên khuôn mặt ướt mồ hôi. Ông suy nghĩ, và khi nhớ lại tất cả, ông ngồi sụp xuống đất. Tôi không biết ông có khóc không, chỉ chắc chắn là ông sụp xuống đất. Tự như ông không có sức mạnh. Giê-xu hạ cái nhìn và cánh tay người xuống và bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, người nói: Vậy là thầy có ghét con không? Thầy có thể đập con ở dưới chân, chà đạp con, xử với con như con sâu. Thầy đã có thể nguyền rủa con, cũng như thầy đã giải thoát cho con khỏi cái sức mạnh đã làm con mê sảng. Con đã coi việc thầy không thể nguyền rủa con là một sự yếu đuối. Ôi, đó không phải là sự yếu đuối, mà là vì thầy là vị cứu tinh, và vị cứu tinh thì không thể nguyền rủa. Người có thể cứu, người muốn cứu. Con đã nói, tôi là sức mạnh này ghét ông và sẽ thắng ông. Thầy cũng vậy, thầy là sức mạnh và hơn nữa, thầy là sức mạnh duy nhất. Nhưng sức mạnh của thầy không phải là sự thù ghét, nhưng là tình yêu. Và tình yêu thì không ghét và không nguyền rủa, không bao giờ. Sức mạnh này có thể toàn thắng trong những trận đấu như trận đấu giữa con và thầy, giữa thầy và Satan ở trong con, và lấy người thầy của con đi khỏi con mãi mãi, cũng như thầy đến để làm việc đó bằng cách trở nên dấu hiệu cứu rỗi, dấu chữ thập mà Lucifer không thể nhìn. Dấu hiệu này có thể mang lại toàn thắng trong những trận quyết đấu này, cũng như nó sẽ thắng trong trận đấu sắp tới chống lại Israel cứng lòng tin và sát nhân, chống lại thế gian và chống lại Satan bị bại bởi ơn cứu chuộc. Nó có thể thắng trong những trận này, cũng như nó sẽ thắng trong trận tối hậu, xa xôi đối với những kẻ đếm các thế kỷ, nhưng gần đối với kẻ đo thời gian khi so sánh với vĩnh cửu. Nhưng có ích lợi gì để vi phạm những quy luật chọn hảo của cha thầy? Nó có chính đáng không? Nó có công trạng không? Không, không chính đáng cũng không công trạng. Không chính đáng đối với các tội nhân khác đã không được lấy đi cái tự do phạm tội
vào ngày sau cùng, họ có thể hỏi thầy cái tại sao về sự luận phạt của họ và phiền trách thầy đã thiên tư cho một mình con. Sẽ có hàng chục và hàng trăm ngàn, hàng 70 lần chục và hàng trăm ngàn lần ngàn người sẽ phạm các tội giống như con. Họ tự ý phó mình cho Satan và xúc phạm đến Thiên Chúa, hành hạ cha mẹ họ. Đó sẽ là những kẻ sát nhân, trộm cắp, gian dối, ngoại tình, dâm ô, phạm thánh, và sau cùng là giết Thiên Chúa bằng cách giết Đức Kitô một cách thực chất trong những ngày sắp tới, và giết người một cách siêu nhiên trong tâm hồn họ trong thời gian tương lai. Và tất cả có thể nói với thầy khi thầy đến tách chiên ra khỏi dê, để chúc phúc cho các con thứ nhất và nguyền rủa, lúc đó thì có nguyền rủa các con thứ hai. Để nguyền rủa bởi vì lúc đó sẽ không còn sự cứu chuộc nữa, nhưng chỉ còn vinh quang hay bị luận phạt. Để lại nguyền rủa chúng sau khi đã nguyền rủa chúng riêng biệt vào lúc chúng chết và lúc phán xét chúng riêng biệt. Quả vậy, người ta con biết vì con đã nghe thầy nói hàng trăm và hàng ngàn lần rằng người ta có thể cứu mình bao lâu còn sống cho tới hơi thở sau cùng. Chỉ cần một lát, một phần ngàn phút để tất cả được nói giữa linh hồn và Thiên Chúa, để nó xin ơn tha thứ và được xá giải. Tất cả, thầy đã nói, tất cả những kẻ bị kết án này đều có thể nói với thầy, tại sao Chúa không liên kết chúng tôi vào với sự lành như Chúa đã làm cho Giuđa? Và họ có lý, vì mọi người đều được sinh ra với những sự vật chất và siêu nhiên như nhau, một thân xác và một linh hồn. Thân xác thì do loài người cưu mang, có thể khỏe mạnh hơn kém, lành lặn hơn kém lúc sinh ra. Còn linh hồn do Thiên Chúa sáng tạo giống nhau đối với mọi người, được phú bẩm những sở hữu giống nhau, các ơn đồng đều của Thiên Chúa. Giữa linh hồn của Gioan, thầy nói về ông tẩy giả, và linh hồn con không có sự khác nhau khi nó được phú vào trong thân xác. Nhưng thầy bảo con rằng, cho dù nếu ông ta không được tiền thánh hóa để cho sứ giả của Đức Kitô được sạch tỳ vết như sẽ thích đáng, là tất cả những kẻ loan báo thầy được, ít là đối với những điều liên can tới những tội hiện tại, linh hồn ông đã trở nên rất khác với linh hồn con, hay nói đúng hơn là linh hồn con đã trở nên rất khác với linh hồn ông. Thực vậy, ông đã bảo trì linh hồn ông trong sự tươi mát vô tội. Hơn nữa, ông đã càng ngày càng trang điểm nó bằng sự công chính, bằng cách phụ lực với ý của Thiên Chúa muốn cho người ta nên công chính, bằng cách phát triển ơn đã nhận được cách nhưng không với một sự chọn lành càng ngày càng anh hùng. Con thì trái lại. Con đã hủy hoại linh hồn con và phân tán các ơn mà Thiên Chúa đã làm cho nó. Con đã làm gì với ý chí tự do của con? Với sự thông minh của con? Con có duy trì trong tâm hồn con sự tự do mà nó đã có không? Con có sử dụng sự thông minh của tâm hồn con một cách thông minh không? Không, con không muốn vâng lời thầy. Thầy không nói về thầy loài người, mà cả về thầy Thiên Chúa. Con đã vâng lời Satan. Một cách tình nguyện, con đã dùng sự thông minh của trí khôn con và sự tự do của linh hồn con để hiểu kẻ tối tăm. Con đã được đặt trước sự thiện và sự ác, mà con đã chọn sự ác. Và hơn nữa, con chỉ được đặt trước sự thiện mà thôi, tức là thầy. Thiên Chúa đấng tạo hóa của con đã theo dõi diễn biến của linh hồn con, đã biết sự diễn biến này vì không có gì mà tư tưởng vĩnh cửu không biết về tất cả những gì có từ khi có thời gian. Người đã đặt con ở trước sự thiện, chỉ ở trước sự thiện, vì người biết rằng con yếu hơn một cây rong ở dưới hồ. Con đã la lối rằng thầy ghét con. Vậy bởi vì thầy là một với Chúa Cha và Chúa tình yêu, là một ở đây cũng như ở trên trời. Nếu nơi thầy có hai bản tính, và Đức Kitô với bản tính nhân loại, và bao lâu chiến thắng của người chưa giải phóng cho người những giới hạn của loài người, thì lúc này người đang ở Ephraim và không thể đồng thời ở nơi nào khác. Nhưng như Thiên Chúa, ngôi lời của Thiên Chúa, thì thầy ở trên trời cũng như ở dưới đất, thiên tính của thầy luôn luôn ở mọi nơi và toàn năng. Vậy bởi vì thầy là một với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh, nên sự kết án mà con làm chống lại thầy, thì tức là con làm chống lại Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi, chống lại Thiên Chúa Cha, đấng đã tạo dựng nên con vì tình yêu,
chống lại Thiên Chúa Con, Đấng đã nhập thể để cứu con vì tình yêu, chống lại Thiên Chúa Thánh Linh, Đấng đã nói với con biết bao lần để cho con những ước vọng tốt vì tình yêu. Chống lại Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi này, Đấng đã yêu con biết bao, đã dẫn dắt con tới trên đường của Thầy, làm cho con thành mù với thế giới, để con có thời giờ mà thấy Thầy, thành điếc với thế giới, để con có khả năng nghe Thầy. Nhưng con, sau khi đã thấy và nghe Thầy, sau khi đã tự do đến với điều thiện, sự thông minh của con đã cho con biết đây là con đường duy nhất của vinh quang thực. Con đã xua đuổi sự thiện và tự do nộp mình cho sự ác. Nhưng nếu con đã muốn như vậy bởi ý muốn tự do của con, nếu con luôn luôn xua đuổi một cách khắt khe hơn bàn tay của Thầy hiến cho con để lôi con ra khỏi vực thẳm, nếu con cứ mỗi ngày một ra xa cảng để dấn thân vào trong biển dữ dội của các đam mê, của sự ác, con có thể nói với Thầy, với Đấng mà từ người Thầy đến, với Đấng đã tác tạo nên Thầy thành một người để cố gắng cứu con. Con có thể nói rằng chúng ta ghét con không? Con đã trách Thầy muốn là sự ác cho con. Cả những đứa trẻ bệnh cũng trách móc Thầy thuốc và mẹ nó vì những thuốc đắng họ cho nó uống và những thứ ngon mà họ từ chối nó vì sự lành cho nó. Satan đã làm cho con mù và điên tới nỗi con không còn hiểu được bản chất của những thận trọng mà Thầy đã làm vì lợi ích cho con, mà con lại tới nỗi gọi nó là ác tâm, là muốn làm hại con, trong khi đó là những săn sóc tiên liệu của Thầy con, vị cứu tinh của con, bạn con, để chữa cho con sao? Thầy đã giữ con ở gần Thầy, Thầy đã lấy tiền ra khỏi tay con, Thầy đã ngăn cản con đụng vào cái kim loại đáng nguyền rủa này, vì nó làm cho con thành điên. Nhưng con không biết, nhưng con không nghĩ rằng nó giống như một đồ uống quỷ thuật. Nó gây nên một cái khát không thể nào giãn được. Nó tạo ra ở trong máu một sự cuồng nhiệt, một sự điên khùng, và ngay cả cái chết sao? Con, Thầy đọc được tư tưởng của con trách Thầy, tại sao trong thời gian dài như vậy, Thầy giao cho con nhiệm vụ giữ tiền? Tại sao? Bởi vì nếu Thầy đã ngăn cản con đụng vào tiền sớm hơn, thì con đã bị mua chuộc sớm hơn và con đã ăn cắp sớm hơn. Tuy nhiên dù sao con cũng đã bị mua chuộc và con đã có thể ăn cắp chút ít. Nhưng Thầy phải cố ngăn cản nó mà không xâm phạm tự do của con. Vàng làm cho con hư mất, vì vàng mà con trở nên dâm đãng và phản bội. Đó, Thầy đã tin các lời của Samuel. Con không... Giê-xu với các lời càng lúc càng hăng hái, nhưng không bao giờ có giọng giận dữ hay loan báo hình phạt, liền phát ra một tiếng kêu trấn ác, bất thần. Tôi có thể nói là giận dữ. Người phóng cái nhìn trên mặt Giu-đa khi ông đã ngửa lên để nói câu trên và người áp đặt. Nín! Giống như ánh chớp của sét. Giu-đa lại ngồi xuống trên gót chân và không mở miệng nữa. Một yên lặng mà trong đó rõ ràng là Giê-xu cố gắng để lại cho nhân tính của người một thái độ bình tĩnh, một sự tự chủ mạnh, tới nỗi nó minh chứng là nó thuộc về chính Thiên Chúa ở trong người. Người lại bắt đầu nói bằng giọng thông thường, sốt sắng và êm dịu, dù cả khi nó nghiêm khắc, đầy vẻ thuyết phục và xâm chiếm. Chỉ có ma quỷ mới có thể chống lại tiếng nói này. Thầy không cần Samuel hay bất cứ người nào nói để biết tư tưởng của con. Nhưng ôi kẻ tội nghiệp, con có biết con đang ở trước mặt ai không? Đúng vậy, con nói rằng con không hiểu các dụ ngôn của Thầy nữa. Con không hiểu lời Thầy nữa. Kẻ khốn nạn tội nghiệp, cả đến con không hiểu chính con nữa, cả đến con không hiểu điều tốt điều xấu nữa. Con đã hiến mình cho Satan bằng nhiều cách. Satan, kẻ mà con đã theo trong hết mọi cám dỗ nó bày cho con, nó đã làm cho con thành ngu dại. Trước đây con đã hiểu Thầy, con đã tin rằng Thầy là Đấng mà Thầy là, và kỷ niệm này không tắt trong con. Con có thể tin rằng con Thiên Chúa, rằng Thiên Chúa cần các lời của một người để biết tư tưởng và các hành động của một người khác sao? Con chưa đổi bại tới nỗi không tin rằng Thầy là Thiên Chúa,
Và chính vì điều này mà con có cái lỗi nặng nề nhất. Vì việc con tin thầy là như vậy được minh chứng bởi sự sợ hãi mà con có đối với cơn giận của thầy. Con cảm thấy rằng con không chiến đấu chống lại một người, nhưng chống lại chính Thiên Chúa, và con run sợ. Con run sợ bởi vì là Ca-in, con không thể thấy Thiên Chúa, ngoại trừ người hiện diện với con như đấng báo thù cho chính mình người và cho các kẻ vô tội. Con đã sợ sẽ xảy đến cho con như Cô-rê, Đa-tan, A-bi-ron và đồng đảng của họ. Nhưng hãy biết rằng thầy là ai mà con chống lại thầy. Đáng lẽ thầy nói với con, khốn kiếp, nhưng như vậy thầy sẽ không còn là vị cứu tinh nữa. Con muốn rằng thầy đuổi con nói con làm tất cả để được điều đó. Lý do này không biện minh cho hành động của con, vì con không cần phải phạm tội để chia lìa với thầy. Con có thể đi, thầy đã nói rồi. Thầy đã nói với con từ ở Nobe, khi con trở lại với thầy trong một buổi sáng thanh quang, bị dơ bẩn bởi các lời dối trá và sự ô uế, tựa như con đã ra khỏi hỏa ngục để rơi vào bùn lầy của đàn heo hoặc rơi vào ổ của các con khỉ dâm dật. Thầy đã phải cố gắng chiến đấu với chính mình thầy để không xua đuổi con bằng đầu dép xăng đan như một miếng rẻ ghê tởm và để hãm sự nôn mửa làm thầy cồn cào không phải chỉ trong tâm hồn nhưng cả trong ruột gan. Thầy đã luôn luôn nói điều đó với con, ngay cả trước khi thầy nhận con, ngay cả trước khi tới đây. Lúc đó thực sự chỉ vì con, cho một mình con mà thầy đã nói bài thuyết trình ấy, nhưng con đã luôn luôn muốn ở lại cho sự hư mất của con. Con, sự đau đớn lớn lao nhất của thầy. Nhưng đó, ôi kẻ tà giáo làm đầu của một dãy đông đảo các kẻ sẽ đến sau này. Con nghĩ và con nói rằng, thầy ở bên trên sự đau đớn. Không, thầy chỉ ở bên trên tội lỗi và sự vô tri. Ở bên trên tội lỗi vì thầy là Thiên Chúa. Ở bên trên sự vô tri vì sự vô tri không thể có ở trong một linh hồn không bị thương tích bởi tội nguyên tổ. Nhưng thầy nói với con như con người. Như con người, như một Adam cứu chuộc đã đến để sửa lại cái lỗi của Adam tội lỗi và để chứng tỏ điều con người sẽ là nếu nó cứ ở trong tình trạng mà nó được tạo dựng, vô tội. Trong số những ơn của Thiên Chúa cho Adam này, phải chăng không có một trí tuệ toàn vẹn và một kiến thức lớn lao, bởi vì sự kết hợp với Thiên Chúa đổ đầy ánh sáng của Cha toàn năng vào cho đứa con phúc đức của người sao? Thầy Adam mới, thầy ở bên trên tội lỗi bởi ý chí riêng của thầy. Có một ngày, đã lâu rồi, con đã ngạc nhiên vì thầy bị cám dỗ, và con đã hỏi thầy có phải thầy đã không bao giờ nhượng bộ không? Con có nhớ điều đó không? Và thầy đã trả lời con, đúng, như thầy có thể trả lời cho con, bởi vì con ngay từ lúc đó con đã vậy rồi, một người hoàn toàn phế thải, tới nỗi vô ích để bày ra trước mắt họ những viên ngọc cao quý là các nhân đức của Đấng Kitô. Con không hiểu được giá trị của nó, và con đã coi nó như những đá sỏi, mặc dầu tầm quan trọng của nó rất đặc biệt. Trong sa mạc cũng vậy, thầy đã trả lời cho con trong khi nhắc lại cho con các lời và ý nghĩa của các lời thầy đã nói với con trong khi đi về Getsemani. Nếu đó là Gioan hoặc ngay cả Simon Zelot nhắc lại câu hỏi này với thầy, thì thầy sẽ trả lời một cách khác. Vì Gioan trong sạch, nó không hỏi với sự quỷ quyệt như con đã làm, đầy sự quỷ quyệt như con. Và bởi vì Simon là một ông già khôn ngoan và không vô tri về cuộc đời như Gioan, ông đã đi được tới sự khôn ngoan, biết suy gẫm mọi biến cố của cuộc đời mà không bị xao xuyến trong cái tôi của ông. Nhưng họ đã không hỏi thầy có phải thầy không bao giờ nhượng bộ cám dỗ không, nhượng bộ cái cám dỗ thông thường nhất, cái cám dỗ này. Bởi vì sự trong sạch nguyên vẹn của người thứ nhất không có cái kỷ niệm về sự dâm ô. Và trong tâm hồn chiêm ngắm của người thứ hai, có một ánh sáng rất mạnh để thấy sự trong sạch chói lọi nơi thầy. Con đã hỏi thầy, và thầy đã trả lời cho con như thầy có thể, với sự khôn ngoan không bao giờ rời xa sự chân thành. Điều nọ cũng như điều kia đều thánh trước mắt Thiên Chúa. Sự khôn ngoan này giống như cái màn chấp ba lớp ở giữa nơi thánh và dân chúng, được răng ra để giấu sự bí mật của vua. Sự khôn ngoan này điều chỉnh các lời nói tùy theo người nghe,
tùy khả năng của trí khôn hiểu nó, tùy sự trong sạch thiêng liêng và sự công chính của họ. Vì có một số sự thật, nếu được nói cho những người ô uế, sẽ trở nên đối tượng cho họ chế giễu, chứ không phải cho họ tôn kính. Thầy không biết con có nhớ tất cả những lời này không? Thầy thì thầy nhớ, và thầy nhắc lại nó cho con ở đây, vào giờ này, lúc mà con và thầy, cả hai chúng ta, đều đang ở bờ một vực thẳm. Bởi vì, nhưng không cần nói điều đó, thầy đã nói ở trong sa mạc để trả lời cho cái tại sao mà lần cắt nghĩa thứ nhất của thầy đã không làm thỏa mãn. Vị thầy không bao giờ tự cảm thấy mình hơn loài người để làm đấng Messiah, trái lại biết mình là con người. Người đã muốn làm người trong mọi sự, trừ tội lỗi. Để làm thầy thì phải đã là học trò rồi. Thầy biết tất cả như Thiên Chúa. Trí tuệ Thiên Chúa của thầy có thể làm cho thầy hiểu những chiến đấu của loài người một cách trí thức bởi sức mạnh của trí năng. Nhưng một ngày kia sẽ có một người trong số các bạn tội nghiệp của thầy có thể nói, thầy đâu có biết thế nào là con người và thế nào là giác quan và các đam mê. Lời khiển trách sẽ là chính đáng. Vì vậy thầy đã đến đó không phải chỉ là để sửa soạn cho sứ mạng của thầy, mà cũng còn là cho cám dỗ, cho các cám dỗ của Satan, vì loài người không thể có sức mạnh trên thầy. Satan đã tới vào lúc cuối của cuộc cô lập của thầy để kết hợp với Thiên Chúa, và thầy đã cảm thấy thầy là một con người với xác thịt thực sự, phải chịu những yếu đuối của thân xác, đói, mệt, khát, lạnh. Thầy đã cảm thấy vật chất với những đòi hỏi của nó, và tinh thần với những khát vọng của nó. Bằng ý muốn riêng của thầy, thầy đàn áp những đam mê xấu ngay từ lúc vừa phát sinh, và thầy để cho những khát vọng thánh thiện phát triển. Con có nhớ những lời này không? Và ở lần thứ nhất, thầy còn nói với con một mình, sự sống là một ân huệ thánh nên phải yêu nó một cách thánh, đời sống là một phương tiện để phục vụ mục đích là cái vĩnh cửu. Thầy đã nói, chúng ta hãy cho sự sống cái cần thiết để nó tồn tại và phục vụ linh hồn trong cuộc chinh phục của nó, tiết chế xác thịt trong những thèm khát của nó, tiết chế trí tuệ trong những ước vọng của nó, tiết chế con tim trong tất cả những đam mê thuộc về con người, và hãy đẩy tới vô giới hạn những khát vọng thuộc về trời, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, ý muốn phục vụ Thiên Chúa và đồng loại, vâng lời các tiếng nói của Thiên Chúa, anh hùng trong các điều tốt và các nhân đức. Và lúc đó con đã bảo thầy rằng, thầy có thể vì thầy thánh, và con không thể vì con là một người trẻ đầy sinh lực. Con làm như tuổi trẻ và sức mạnh là sự bào chữa cho thói xấu, làm như chỉ có những người già hay bệnh tật, tiếp theo bởi tuổi tác hay yếu đuối bất lực trong những chuyện mà con nghĩ, nên không bị thiêu đốt như con bởi dâm đãng, mới tránh khỏi những cám dỗ của giác quan. Lúc đó thầy đã đối đáp cho con biết bao thứ, nhưng con đã không ở trong tình trạng để hiểu nó. Cả ngay bây giờ con cũng không, nhưng ít nhất, bây giờ con không thể cười với cái cười không tin của con, nếu thầy bảo con rằng, một con người lành mạnh có thể trong trắng, nếu nó không tiếp nhận bởi chính nó những quyến rũ của ma quỷ và của giác quan. Sự trong trắng là một tình cảm siêu nhiên, đó là một chuyển động chiếu rọi trên thân xác và xâm chiếm nó hoàn toàn, nâng nó lên cao, ướp thơm cho nó và bảo trì nó. Kẻ nào đã bão hòa sự trong trắng thì không còn chỗ cho những chuyển động xấu. Sự đồi trụy không vào trong họ được vì họ không có chỗ cho nó. Lại nữa, sự đồi trụy không vào từ bên ngoài. Một vận chuyển thâm nhập không đi từ bên ngoài vào bên trong, nhưng đó là một vận chuyển từ bên trong, từ con tim, từ tư tưởng phát ra, thấm nhập và xâm chiếm cái bao bọc nó, tức là thân xác. Vì vậy mà thầy nói rằng, chính từ con tim mà phát ra những đồi bại dưới mọi hình thức, tất cả gian dâm, tất cả nhục dục, tất cả các tội về dâm ô. Vậy nguồn gốc của nó không ở bên ngoài, nhưng nó đến từ các hoạt động của tư tưởng bị hư hỏng, và tất cả những gì nó thấy đều có vẻ kích động. Hết mọi người đều có mắt để nhìn. Vậy tại sao trước một người đàn bà, 10 người đàn ông nhìn bà cách rửng rưng như một người giống họ, và cả đến nhìn thấy bà như một tác phẩm đẹp của sự tạo dựng, và không vì đó
mà những mê thích và những tưởng tượng dâm ô nổi dậy trong họ. Vậy tại sao bà lại làm sao xuyến người đàn ông thứ 11 và dẫn ông ta tới những ước muốn bất xứng? Là vì người đàn ông thứ 11 đã làm hư hỏng con tim của ông và tư tưởng của ông. Ở nơi mà 10 người nhìn thấy một người chị em thì ông ta nhìn thấy một con vật cái. Hồi đó thầy không nói với con về điểm này, nhưng thầy đã nói với con rằng thầy đến chính vì loài người, chứ không phải vì các thiên thần. Thầy đã đến để trả lại cho loài người cái vương vị của người con Thiên Chúa và dạy cho nó sống như các Thiên Chúa. Ôi Giuđa, Thiên Chúa không dâm đãng, nhưng thầy đã muốn chứng tỏ cho các con rằng loài người cũng có thể không dâm ô. Thầy đã muốn chứng tỏ cho các con rằng người ta có thể sống như thầy dạy. Để chứng tỏ điều đó cho các con, thầy đã phải mặc một thân xác thực sự để có thể chịu cám dỗ như loài người và để có thể nói với loài người sau khi đã giáo huấn họ, hãy làm như thầy làm. Và con đã hỏi thầy rằng, bị cám dỗ thì thầy có phạm tội không? Con có nhớ vậy không? Thầy đã trả lời con, bởi vì con không thể hiểu rằng thầy đã bị cám dỗ mà không sa ngã. Vì con cho rằng sự cám dỗ không thích hợp với ngôi lời, và là người thì không thể không phạm tội. Thầy đã trả lời con rằng mọi người đều có thể bị cám dỗ, nhưng chỉ là tội nhân, những kẻ nào muốn như vậy. Sự ngạc nhiên của con đã rất lớn. Con đã không tin, tới nỗi con đã nhấn mạnh, thầy không bao giờ phạm tội sao? Lúc đó con có thể không tin, vì chúng ta mới biết nhau. Xứ Palestina đầy rẫy những rabbi mà giáo lý họ dạy đối nghịch với cách sống của họ. Nhưng bây giờ con biết rằng thầy đã không phạm tội, thầy không hề phạm tội. Con biết rằng một cám dỗ dù tàn bạo nhất nhắm vào một người lành mạnh, trưởng thành, sống giữa loài người, bị bao quanh bởi họ và bởi Satan, không làm cho thầy xao xuyến tới nỗi phạm tội. Nhưng trái lại hết mọi cám dỗ, mặc dầu vì bị xua đuổi, chúng đã gia tăng tính cách hiểm ác của chúng, bởi vì ma quỷ luôn luôn làm cho chúng thành hiểm ác hơn để thắng thầy. Đã là một chiến thắng lớn lao nhất, và không phải chỉ đối với sự dâm ô. Cơn lốc đã quay cuồng chung quanh thầy, mà không thể làm nao núng hay xây sát ý chí của thầy. Giuđa ơi, không có tội ở nơi người ta không ưng thuận với cám dỗ, nhưng đã là tội dù không có hành động thực sự khi người ta tiếp nhận cám dỗ và người ta dừng lại đó. Đó sẽ là tội nhẹ, nhưng nó đã hướng về tội nặng. Tội nhẹ chuẩn bị cho tội nặng trong các con, vì các con tiếp đón cám dỗ và dừng lại đó trong tư tưởng, theo đuổi một cách tâm niệm những biến chuyển của tội. Như vậy là các con đã làm cho mình ra yếu đuối. Satan biết điều đó, vì vậy nó cứ cố gắng lặp đi lặp lại, luôn luôn hy vọng có lần nó sẽ thấm nhập và làm việc ở bên trong. Sau đó sẽ dễ dàng là kẻ bị cám dỗ, trở thành kẻ đắc tội. Còn lúc đó con đã không hiểu, con không thể hiểu, bây giờ con có thể. Bây giờ con ít xứng đáng hơn khi đó để hiểu, nhưng thầy nhắc lại những lời này mà thầy đã nói với con, cho con, chứ không phải cho thầy. Vì con là kẻ mà cám dỗ, dù có bị xua đuổi, nó cũng không dịu bớt. Nó không dịu bớt vì con không xua đuổi nó hoàn toàn. Con không hoàn thành hành vi tội, nhưng con ấp ủ nó trong tư tưởng. Hôm nay cũng vậy, và ngày mai. Ngày mai con sẽ sa ngã vào tội thực sự. Vì vậy lúc đó thầy đã dạy con xin Chúa Cha để giúp chống lại cám dỗ. Và thầy đã dạy con xin Chúa Cha đừng để con vào trong cám dỗ. Thầy là con Thiên Chúa, thầy là kẻ đã toàn thắng Satan, mà thầy đã xin sự giúp đỡ của Chúa Cha, bởi vì thầy khiêm nhường. Con thì không, con đã không xin Chúa Cha sự cứu rỗi và sự phòng ngừa. Con kiêu căng, vì thế con đắm chìm. Con có nhớ tất cả những điều đó không? Và bây giờ con có thể hiểu là thế nào đối với thầy, một người thực với tất cả những phản ứng của con người, và là Thiên Chúa thực với tất cả những phản ứng của Thiên Chúa. Nó là thế nào đối với thầy khi thấy con như vậy? Dâm đãng, gian dối, trộm cắp, phản bội, sát nhân. Con biết thầy phải cố gắng chừng nào để chịu đựng con ở bên thầy. Con biết thầy khổ chừng nào để tự chủ, giống như bây giờ, để làm tròn cho tới tột đỉnh sứ mạng của thầy ở trên con không? Mọi người khác thì họ đã siết họng con,
khi họ thấy con ăn cắp, bận rộn làm móc để mở và để lấy tiền. Khi biết con phản bội, và còn hơn phản bội, thầy đã nói với con vẫn còn với tình thương. Nhưng con nhìn coi, đây không phải là mùa hè và sự mát mẻ của buổi chiều vào qua cửa sổ. Thế mà thầy đổ mồ hôi, tựa như thầy mệt mỏi vì một công việc nặng nhọc nhất. Con không kể đến con đã đắt giá chừng nào cho thầy về những gì con là sao. Con muốn thầy đuổi con? Không, không bao giờ. Khi một kẻ đi chầm mình thì kẻ để cho nó đi cũng là kẻ sát nhân. Con ở giữa hai sức mạnh nó kéo con, Satan và thầy. Nhưng nếu thầy buông con thì con chỉ còn có nó. Làm sao con cứu được mình? Nhưng rồi con sẽ bỏ thầy. Con đã lìa bỏ thầy trong tâm hồn con rồi. Mặc dầu thế, thầy cũng giữ ở bên cạnh thầy con nhộng Judah. Thân xác không có ý muốn yêu thầy của con. Thân xác chơ chơ với sự thiện của con. Thầy giữ nó bao lâu con chưa đòi lại cả cái là không này. Cái xác của con, để kết hợp nó với linh hồn con mà phạm tội với toàn bộ con người của con. Judah, con không nói với thầy. Ôi Judah, con không có một lời nào cho thầy của con sao? Con không có một điều gì để xin với thầy sao? Thầy không đòi hỏi con nói với thầy xin tha. Thầy đã tha cho con quá nhiều lần mà không kết quả. Thầy biết rằng cái lời này chỉ là một âm thanh trên môi con. Nó không phải là chuyển động của tâm hồn hối lỗi. Thầy muốn một chuyển động của quả tim con. Phải chăng con đã chết tới nỗi không còn một ước ao sao? Hãy nói đi, con sợ thầy sao? Ôi, con không sợ thầy, giá mà được vậy. Nhưng con không sợ thầy. Nếu con sợ thầy, thầy sẽ nói cho con những lời thầy đã nói với con trong một ngày xa xôi rồi, hôm mà chúng ta nói về cám dỗ và tội lỗi. Thầy nói với con rằng, sau cái tội ác trên mọi tội ác, nếu kẻ đắc tội chạy đến chân Thiên Chúa với sự sám hối thành thực và nếu trong lúc khóc lóc nó năn nỉ người tha cho nó và hiến thân mình để đền tội với lòng tin cậy, không thất vọng, thì Thiên Chúa sẽ tha cho nó. Và với sự đền tội, kẻ đắc tội vẫn còn cứu được linh hồn mình. Judah, dù con không kính sợ thầy, thầy vẫn còn yêu con. Vào giờ này mà con không có gì để xin cùng tình yêu vô tận của thầy sao? Không. Hay ít là một điều duy nhất này, thầy truyền Gioan đừng nói. Làm sao thầy có thể muốn là con sửa chữa nếu con là sự ô nhục ở giữa quý vị? Ông Thanh nói với vẻ hách dịch. Giê-xu trả lời ông. Và như vậy là điều con nói ư? Gioan sẽ không nói, nhưng ít là con, chính thầy xin con hãy hành động sao cho không có gì tỏ lộ sự hư hỏng của con. Hãy lượm hết các đồng tiền này và để lại vào trong túi tiền của gian. Thầy sẽ sắp xếp để khóa chiếc rương bằng cái móc mà con đã dùng để mở. Và trong khi một cách miễn cưỡng, Judah lượm các đồng tiền tung té khắp nơi. Giê-xu tựa vào cái gương mở nắp, làm như người mệt. Ánh sáng đã giảm bớt trong phòng, nhưng cũng đủ để cho thấy rằng Giê-xu khóc không ra tiếng, trong khi người nhìn vị tông đồ lượm lại các đồng tiền tản mát. Judah đã làm xong. Ông đi tới cây rương, ông cầm cái túi tiền lớn và nặng của Jenny. Ông bỏ các đồng tiền vào đó, khép miệng túi lại và nói: "Đó." Và ông tránh ra. Giê-xu giơ tay để lấy cái móc được chế tạo cách thô sơ bởi Judah, và với bàn tay run run, người làm cho chiếc ngàm khóa di chuyển và đóng cái rương sắt lại. Rồi người chống cọng sắt vào đầu gối, bẻ quặp nó thành hình chữ V. Rồi người để xuống dưới bàn chân, làm cho nó biến dạng, không thể dùng được nữa. Sau cùng, người lượm nó và bỏ vào trong áo. Trong khi làm như vậy, nước mắt người rơi trên áo vải gai của người. Sau cùng, Judah đã có một cử chỉ hối tiếc. Khốn kiếp cho tôi là sự ô nhục của trái đất. Con là kẻ khốn nạn đời đời, nhưng hãy nghĩ rằng nếu con muốn, con vẫn còn có thể được hạnh phúc. Hãy thề với con là sẽ không ai biết gì
và con sẽ thề với thầy là con sẽ cứu chùa con. Yuda kêu. Đừng nói, và con sẽ cứu chùa con. Con không thể, chỉ một mình thầy có thể cứu chùa con. Kẻ lúc này đã nói bằng môi miệng con, chỉ có thể bị thua thầy. Hãy nói với thầy cái lời khiêm nhường, lạy Chúa xin cứu con, và thầy sẽ giải thoát cho con khỏi kẻ thống trị con. Con không hiểu rằng thầy chờ đợi cái lời này hơn là cái hôn của mẹ thầy sao? Yuda khóc. Ông khóc, nhưng ông không nói lời này. Đi đi, hãy ra khỏi đây, hãy lên sân thượng, hãy đi nơi nào con muốn, nhưng đừng làm những màn ồn ào. Đi đi, đi đi, không ai khám phá ra con đâu, vì thầy canh chừng. Kể từ ngày mai con sẽ giữ tiền, từ bây giờ tất cả đều là vô ích. Yuda đi ra, không bác bẻ. Giê-xu ở lại một mình, ngồi phịch xuống cái ghế ở gần bàn, gục đầu trên cánh tay, bắt chéo, để trên bàn, người để trào ra những nước mắt lo âu. Vài phút sau, Gioan nhẹ nhàng đi vào, ông dừng lại một lát ở ngưỡng cửa. Ông tái mét như chết, rồi ông chạy lại với Giê-xu, ôm người và năn nỉ. Đừng khóc, thầy ơi, đừng khóc. Con cũng yêu thầy cho kẻ khốn nạn này nữa. Ông nâng người dậy, ôm người và uống nước mắt của Thiên Chúa ông. Và đến lần ông cũng khóc. Giê-xu ôm ông và hai mái đầu tóc hoe vàng, cái nọ bên cái kia, trao đổi nước mắt và những cái hôn. Nhưng Giê-xu tự kiềm chế ngay và nói: Gioan, vì tình yêu đối với thầy, hãy quên tất cả những điều này đi, thầy muốn vậy. Vâng, lạy Chúa, con sẽ cố gắng làm việc đó, nhưng thầy đừng khổ nữa. À, đau đớn chừng nào. Chúa ơi, ông ta đã làm con phạm tội. Con đã nói dối. Con phải nói dối vì các bà môn đệ trở về. Không, trước hết là các người ở nhà người đàn bà bệnh. Họ tìm thầy để chúc tụng thầy. Một đứa bé đã được sinh ra, không có gì trục trặc. Con đã nói rằng thầy trở lại trên núi. Rồi các bà tới và con bắt đầu nói dối khi bảo họ rằng thầy đã đi ra. Và có lẽ thầy ở nhà đứa bé mới sinh. Con không tìm được cái gì khác để nói. Con hoàn toàn hốt hoảng. Mẹ thầy đã thấy con khóc và mẹ hỏi con: Con làm sao vậy Gioan? Mẹ có vẻ dao động. Hình như mẹ biết. Con lại nói dối lần thứ ba khi nói: Con xúc động cho người đàn bà đó. Sự kề cận với một người tội lỗi sẽ dẫn ta tới đâu? Tới nói dối. Xin thầy xá giải cho con. Ôi Giê-xu của con, hãy bình an, hãy xóa bỏ đi hết những kỷ niệm của giờ này. Không có gì, không có gì xảy ra, một giấc mơ. Nhưng sự đau đớn của thầy, ôi, thầy đã thay đổi dường nào? Thầy ơi, xin thầy nói cho con điều này. Chỉ một điều này thôi. Giuđa ít nhất là ông ta có sám hối không? Con ơi, ai có thể hiểu được Giuđa? Không ai trong chúng con, nhưng thầy thì có. Giê-xu chỉ trả lời bằng những nước mắt mới thầm lặng, trải trên khuôn mặt mệt mỏi. À, ông ta không sám hối. Gioan sợ hãi. Bây giờ ông ta đâu? Con có nhìn thấy ông ta không? Có, ông ta đã lên sân thượng. Ông nhìn coi có ai không. Rồi khi chỉ thấy có con đang lo âu ngồi ở gốc cây sung, ông đã chạy xuống và ra ngoài bằng cổng vào vườn. Vậy là con tới đây. Con đã làm đúng. Con hãy xếp đặt lại các chiếc ghế đã bị lộn xộn này và hãy đem cái vỏ đi cho nó khỏi có vết tích. Ông ta đã đánh nhau với thầy. Không đâu, Gioan, không. Thầy ơi, thầy quá xao xuyến. Nếu ở lại đây, mẹ thầy sẽ hiểu và mẹ sẽ buồn. Đúng đấy, chúng ta ra. Con hãy đưa chìa khóa này cho người đàn bà ở bên cạnh. Thầy sẽ đi trước con ra bờ suối về phía núi. Giê-xu đi ra,
và cho anh ở lại để đặt tất cả vào thứ tự. Rồi ông cũng ra. Ông đưa chìa khóa cho người đàn bà chủ nhà bên cạnh, và ông chạy đi lánh vào giữa các bụi rậm ở bờ suối để người ta không nhìn thấy. Giê-xu ngồi trên một tảng đá ở cách nhà chừng 100 mét. Người quay lại phía có tiếng động của bước chân vị tông đồ. Khuôn mặt người trắng bạch dưới ánh sáng buổi chiều. Gioan ngồi xuống đất ở sát bên người. Ông tựa đầu vào đầu gối người và ngửa mặt lên để nhìn người. Ông thấy vẫn còn nước mắt ở trên má Giê-xu. Ôi, đừng khổ nữa. Thầy ơi, đừng khổ nữa. Con không thể nhìn thầy đau khổ. Và thầy có thể không khổ vì vậy sao? Sự đau đớn lớn lao nhất của thầy. Gioan, con hãy nhớ lấy điều đó. Đây sẽ muôn đời là sự đau đớn lớn lao nhất của thầy. Con chưa thể hiểu được tất cả đâu. Sự đau đớn lớn lao nhất của thầy. Giê-xu bị đè nặng. Gioan ghì lấy người, ôm chặt lấy thắt lưng người, lo âu vì không thể an ủi người. Giê-xu ngẩng đầu lên, mở đôi mắt mà người đã nhắm để cạn nước mắt. Và người nói, con hãy nhớ, chúng ta có 3 người biết, kẻ đắc tội, con và thầy, đừng để cho ai khác nữa biết. Sẽ không có ai biết bởi miệng con, nhưng làm sao ông ta có thể? Ông ta có thể lấy tiền ở trong túi tiền chung, nhưng ở túi đó, con tưởng bị điên khi con nhìn thấy vậy, sợ thật. Thầy đã bảo con là quên đi. Thầy ơi, con sẽ cố, nhưng thật quá sợ. Đúng, thật đáng sợ. Ôi, Gioan, Gioan. Và Giê-xu ôm kẻ ưu ái, nghiêng đầu trên vai ông, và người khóc với tất cả sự đau đớn của người. Bóng tối xuống mau trong bụi rậm, làm 2 người đang ôm nhau biến mất trong sự tối tăm của nó. Sao con vẫn mãi là con người cũ? Tuy con đã biết được ơn cứu độ, sao con cứ mãi còn tiếc lần nữa? Những cơn cám dỗ đau đến hồn thơ. Con đường trước đây là xấu, nên cứ cắm đầu bước trong lầm lỗi không màng tương lai. Vì con không nhớ xác thân của con qua
Sao con cứ mãi tìm kiếm lạc thú? Tuy con đã thấy thân xác tan tạ, con tim heo hắt vì thiếu tình cha. Nhưng con giấu giếm những tháng ngày. Vì con không biết, không biết ma quỷ lắm mưu nhiều kế. Khi muốn quay về, sức con tàn héo cõi lòng u mê. Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.